con cái gì chết mà gái đều chết đen Dạ. rồi đem đi chôn. Bởi cái tục lệ hồi đó chôn phải giữ 2 3 ngày đó, theo nằm theo mã giữ 2 3 ngày, Nằm đó ngủ dữ không? ngủ dữ, sợ người ta moi lên người ta cắt lấy cái đầu. Hồi Dạ. hồi xưa nó có vậy, hồi xưa mấy ông thầy á Dạ. ưa tìm tòi, mà nếu con gái chết là mấy ông theo hoài, me theo hoài chừng nào chôn ở đâu rồi đó heo, là bằng đêm mấy ông lại moi lên cắt lấy cái đầu không à. Đó đó, hồi xưa đó mà cái ông thầy này là tôi cũng qua quá sức lâu rồi, Dạ. là 70 80 nay năm nay quên tên ổng rồi. Dạ. Bây giờ nhớ ông thầy vậy thôi, nhớ ổng vậy thôi, là ổng đi luyện thiên linh. Dạ. Luyện thiên linh mà mấy ông thầy á muốn cho sát hung đó ha, thì luyện thiên linh là cái nhớ ví dụ như cái gia đình nào chết, như là con cái gì chết mà gái đều chết đó ha, Dạ. rồi đem đi chôn. Bởi cái tục lệ hồi đó chôn phải giữ 2 3 ngày đó, theo nằm theo mã giữ 2 3 ngày, Nằm đó ngủ dữ không? ngủ dữ, sợ người ta moi lên người ta cắt lấy cái đầu. Hồi Dạ. hồi xưa nó có vậy, hồi xưa mấy ông thầy á Dạ. ưa tìm tòi, mà nếu con gái chết là mấy ông theo hoài, me theo hoài chừng nào chôn ở đâu rồi đó heo, là bằng đêm mấy ông lại moi lên cắt lấy cái đầu không à. Đó Dạ. rồi lắp lại y ăn vậy, cái Dạ. đem xách cái đầu đó về làm luyện thiên linh. Dạ. Luyện thiên linh đó không phải là luyện ở nhà ở cửa gì được đâu, luyện thiên linh đó là ông thầy này ông đem vô giữa đồng á, Dạ. ông cất một cái miễu ở trong đó đó, Ừ. thờ nó luôn đó, cất Dạ. cái miễu đó. Rồi hàng ngày á thì ông cũng đem cơm vô vái nó vậy, vái cúng thấy Dạ. không, rồi vái tên họ nó cúng. Rồi khi ban đêm đó ông mới vô ông luyện, ban đêm ông vô ông luyện, ở sáng đêm ông luyện rồi cái ông mới sáng mới đi về. Dạ. Mà làm vậy là 3 tháng 10 ngày là đủ 100 ngày đó. Mà đủ 100 ngày đó thì nếu ví dụ như nó quy phục được đó heo, thì ông thầy đó mới sắc à, nó thấy ông thầy. Còn nếu ông thầy đó mà cái bùa ấn của ổng mà dở rồi thấy không, nó sẽ nhát ổng, ổng quảng hốt, ổng tóc cũng chạy hay ổng la rồi cái rồi xua rồi, ông thầy xua nó rồi là nó không theo. Nói ông thầy này ông luyện, ổng cất giữa đồng vậy đó một cái miễu, ổng ngồi ổng luyện bằng đêm ông luyện á, nó làm á là giông gió ù ù như mưa vậy không, chứ ổng sợ mà ổng cũng không sợ, nghĩa là chỉ ngồi đó mà tưởng chữ bùa với tưởng là đọc câu thần chú thôi. Cái nó lợi cái là gần bên ổng cái nó hiện lên cái hình đó là mặt mày như bà Trần nanh gút thấy không, ổng cũng không sợ là lì vậy mới được. Ổng cứ tưởng thấy kệ mày, mày làm gì đó mày làm, Nhé, cái mày ha. còn tao tưởng bùa là tưởng tưởng bùa với đọc câu thần chú, hai tay thì bắt ấn cũng sợ chứ, nó vô nó làm ẩu à, con quỷ là nó hiện ra là nó giết mình được đó, bóp họng mình chết à, móc họng mình à, ổng bắt ấn nó không dám vô, đi vòng vòng chứ không dám vô. Rồi nó hiện con này con nọ đủ thứ, nó hiện đủ vật hết trơn, là con nào cũng giết mình được hết. Nói ví dụ như nó hiện ra một con chó thì con chó nó quá sức lớn bằng con bò, cái miệng nó hả ra một cái đó, cái đầu mình nó cắt cái một. Nó hiện vậy cho mình sợ, mà ổng cũng không sợ, ổng nhất định mà ổng luyện cho được cái nó làm riết rồi ổng không sợ gì hết thấy không. Cái cỡ khoảng 2 3 giờ sáng rồi thì nó quy hàng ổng, nó làm ổng không sợ, nó quy hàng ổng, cái lại quỳ xuống, quỳ xuống la bạch với thầy, giờ con quy y theo thầy, bây giờ thầy chỉ dạy con nghe lời. Bị gì nó hết chức nó rồi, cái phép của nó là biến hóa cũng hết rồi, Cũng không có làm ông này sợ biến ha. cái hóa ra mà làm ông thầy này là ổng chơ chơ, ổng không có nhầm gì ổng hết rồi. Thôi bây giờ nó phục, thôi giờ con quy y theo thầy, con thầy chỉ dạy cái gì con nghe lời đấy. Cái ông thầy ông mới nói, nếu ví dụ như mày mà theo tao rồi đó, tao sai gì mày làm nấy, mà nếu như mày cãi tao á, tao bắt ấn tao trục mày về, tao đánh mày một cái là tiêu ra tro bụi. Mày thấy bây giờ mày làm hết phép mày rồi,
mà tao có nhầm gì đâu, xứng đáng làm thầy mày rồi đó. Cái là vậy là con đầu phục thầy rồi, thầy dạy gì con nghe lời cái nấy. Yeah. Nói bây giờ tao sai mày đi làm cái gì, phải mày phải đi làm cái nấy, là khi nào ở đó có cái gì thì tao sai mày lại đó nghe coi cái gì, mày phải trở về nói cho tao biết. Đó, mày đồng ý thì tao mới nhận mày. Yeah. Làm là con tao là thiên linh đó, con. Yeah. Thiên linh đó, con thiên linh đó. Thì nó lại ổng nó đồng ý hết để. Ừ. Ông thôi ổng đánh ra cho bụi sao, ông này là phép ổng giỏi hơn mình rồi, mình làm gì ổng cũng trơ trơ ông quăng. Yeah. Cái nó sợ, nó hứa với ổng như vậy thì thành ra ông thầy này ổng sắc dữ lắm. Yeah. Ổng luyện thiên linh được thì ổng sắc dữ lắm. Cái ổng về, ổng về cái khi túng túng tiền ổng thấy gia đình nào giàu giàu ha. Ừ. Ổng sai nó lại đó, mày vô mày làm ông chủ gia đó là đau mày nóng lạnh hay nhức đầu hay đau bụng hay gì gì ha, mày mày làm bệnh đau cho ông đó, đang lại kiếm ông này à, thì đi ngay lại nhà đó. Yeah. Nó vô cái ông chủ nhà là nó nhập nó, vô nhập vô nó làm chỗ đau. Yeah. Nó làm đau đớn nhức nhối này kia mà ăn không được ha. Yeah. Cái ở đâu thì nghe tin ông thầy này, ông thầy này ông mừng bệnh mừng đồ ha. Thì. Yeah. Lại nói với ông, nói với ổng nghe là thầy thầy giờ tôi đau vậy, thầy coi coi gì này kia ha. Thì ông nói ừ thì đau bệnh vậy xa mắt con quỷ rồi. Giờ mà ăn heo cúng đi rồi tôi trục quỷ ra. Dạ. Chứ không cúng không được à. Rồi mần cái này đây á, thì đem lại đặng tôi chữa. Dạ. Đặt đàn là như gặp mày rồi chữa thầy pháp mà. Ừ. Là tôi chữa rồi bắt con quỷ này ra, chứ không thôi để bữa nữa là chết, nó giật chết. Ừ. Thì cái ông nhà giàu, ông chủ gia này, ông sợ đi. Ai không sợ chết. À, thôi giờ thầy làm bằng heo cúng rồi, thầy đặt đàn cho thầy là bao nhiêu. Tí dụ như hồi đó á. Phải nói, đặt tiền mới làm hả? 10 đồng, 20 đồng. Có hả? Đặt tiền đồng mới làm ha? À, hồi đó thầy pháp chữa bằng tiền không ha? À, dạ, chứ không phải đặt nói tiền trước, nói giá cả trước. Giá cả đó, làm. Nói tỷ dụ như hồi đó 10 đồng là giờ nghĩa là 10 triệu vậy. Dạ. Đó, mà cái sanh mạng mình bây giờ nói tỷ như bây giờ 10 triệu mình mua lẹ. Đếm sao chết mấy sao? Mấy cái nhà giàu ta đâu có nhầm gì. Nhầm gì ta? Thành ra thôi thôi bây giờ thầy lập trận thầy chữa đi. Ừ thì vậy thì lại cái ổng nói nha. Dạ. Ổng nói với con thiên linh đó. Thôi. Mày nhóm nhóm ra bớt cho cái bệnh thầy mần à con, thầy mần à, mà đừng có ra luôn nghe. Thầy mần à, con nhóm ra con đừng hành hung. Ừ. Đó là bớt bớt cho người ta 10 phần bớt 5 đi. Ừ. Còn 5 nặng thầy để đó, thầy dung dương đó đặng mà. Kiếm ăn nữa. Thầy cắt giá. À, giá cái mần đêm đó, chữa. Yeah. Đêm đó. Thay bớt 10 phần bớt 5 à, đi. Yeah. Không nổi mà. Ừ. Ngồi không nổi mà bây giờ mới chữa một đêm đi được rồi. Ừ. Bởi thầy pháp hồi đó là chữa 3 đêm đó. 3 đêm là 2 đêm sau đó là 2 đêm á, kèo giá đó, kèo giá ăn tiền. Yeah. Cái ông ngồi dậy cái ông bệnh này ông ngồi thôi. Ừ. Ông ngồi dậy cái ông ăn cơm, làm cho ăn cơm không được mà giờ ăn cơm, mới chữa đêm ăn cơm được mừng gần chết. Vậy là tin thầy pháp luôn rồi đó. Ờ phải tin chứ. Yeah. Cái rồi ngồi dậy đồ ăn cơm uống nước đồ nói chuyện đồ, trời ông này hết phần nữa rồi còn 5 phần. Nhưng mà ông thầy ông nói vậy chưa. Ừ. Chưa có hết đâu, là vì cái con quỷ này nó lớn dữ lắm. Yeah. Bây giờ tôi trục hết sức mà nó không chịu ra đó. Nó mới sợ tôi, nó nhóm nhóm ra. Bây giờ theo như chủ gia đó, 5 triệu nữa đi. Ừ. Là đặng tôi đặt, tôi lập trận lên nữa, đặng mà tôi rồi cúng kiến bằng gà vịt gì thêm. Yeah. Bằng gà vịt đồ cúng cho dân chữa thầy pháp đồ nó ăn. Ừ. Là đệ tử ông bằng đó, cũng như tay phục hạ của ông học trò nữa đó. Yeah. Là theo ăn uống. Thì cứ việc gà vịt mần rầm rầm lên thấy không? Thì ổng nghĩa là được 5 triệu nữa. Ừ. Vậy chứ bây giờ thấy ổng mần bớt rõ ràng vậy mà ổng ăn có hồi nãy ăn á, là 10 triệu. 10 triệu. Mà bớt hơn nữa rồi. Yeah. Bây giờ 5 triệu. 5 triệu thì tất nhiên là làm cho hết luôn. Thì làm. À, thôi thầy làm đi rồi hết rồi tôi 5 triệu nữa là 15. Yeah. Nghe không? Cái đêm thứ ba. Đêm thứ ba cái nó làm ở ngáp à, cái bệnh đó. Con thiên linh biểu sao nó làm vậy mà. Yeah. Là bây giờ mày ra cho hết đau rồi đi sao.
ra đi, nhưng mà mày còn phải làm vậy, mày làm cái chủ gia đó ở ngáp hoài cũng như đồng lên tướng lên gì. Ừ, ở gấp ngáp vậy hoài đó. Cái thì ông là cha mà con tin này nó dữ dội lắm, bây giờ phải bắt mới được chủ gia, nó bắt nó bỏ ở trong hũ chủ gia mới hết, chứ bây giờ nó ra hết rồi đó, mà rồi ngặt nó không chịu đi, nó ở gần gần ở trong thân đó, bởi trong ông chủ gia ông ở ông ngáp hoài cũng như lên đồng lên tướng đó, rồi bây giờ nếu như mà dẹp trận hết đó, hay không, một hai bữa là nó trở vô, bây giờ phải bắt bắt nó bỏ ông tỉnh, bắt nó bỏ hũ, bắt con ma bỏ trong hũ là chú đem bỏ tù nó không còn trở lại cái chủ gia này nữa. Chủ gia tin liền à? Nói nghe tin quá, nói nghe rõ ràng đấy Quá mà. hợp lý luôn rồi. Ừ, ở ngáp đây hết bệnh rồi, hết trơn rồi, ăn uống bình thường rồi mà vậy đó, rồi làm sao mà ổng nhát nữa. Ổng nhát nói nếu như vài ba bữa nữa tôi dở trận rồi đó em, thì vài ba bữa nữa nó nhập vô, con tin này không bắt nó không được, phải bắt nó bỏ trong hũ hay trong cái tỉnh gì đó ha, bắt nó đem bỏ tù vậy chứ có bắt cái gì được, đâu có bắt gì. Mấy ông thầy pháp làm ngụy trăng là gì, làm bộ vẽ chữ bùa rồi để cái đậy nắp lại ha, vẽ chữ bùa để ngoài đem bỏ à. Bắt là bắt à, bắt ma. Bắt ma bắt ha. Cái là thôi giờ thầy ăn nhiêu, thôi bây giờ tôi làm đây thấy cũng nhiều rồi, thôi 5 triệu nữa thôi. Thì chịu, để không thôi vài bữa nhập vô nữa chết sao, tốn nhiều nữa. Thôi thôi thầy làm giùm con đi. Sẵn nó bắt luôn đi ha. À, bắt luôn, bắt con ma này bỏ tù nó mới được. Chứ để đây rồi nó nhập vô nó làm thì tất nhiên cái là ổng có gì đâu. Ổng là kêu thôi, bây giờ ra đi, chủ gia người ta đồng ý rồi. Giờ con đi ra đi. Thì đi ra hết thì ổng làm bộ vẽ chữ bùa. Ổng bỏ trong cái tỉnh á, ổng làm bộ trục lên đồ này kia múa mang cái xốp ngang rồi cái bỏ vô hũ, cái đậy nắp lại, chứ bắt gì của ổng sai đi làm đó, thì tất nhiên hết đi say sấy vậy có gì đâu. Bởi ông thầy pháp á, ổng ngặt lắm, ổng ăn tiền lắm, bởi cái làm thầy á ha là hoàn toàn nghèo, sau này con cháu cũng nghèo, nghèo dữ lắm, bị ăn tiền, tiền phi nghĩa làm chi xong chuyện, mà ăn tiền của người ta mà hãy là ổng hết tiền xài thì ổng sai con Malai nó đi, con kêu người thì kêu Malai áp, còn người thì kêu gì nãy nói gì mới nói quên rồi, con Thiên Linh cái Thiên hả Linh nữa. Thiên Linh, nhưng mà dùng mình á thì kêu Thiên Linh, còn dùng ngoài á thì nó kêu Malai áp. Malai áp nghĩa là ông thầy sai đi làm gì làm nấy, bởi vậy cái vùng ngoài á nó sợ Malai áp dữ lắm, là lý do vậy. Cái chỗ mà đàn bà nó đi tiểu đó ha, nó lấy chà gai nè nó gấp lại, nó gấp lại đi tiểu chỗ đó, Malai áp bằng đêm nó làm cái chỗ đáy đó ha, rồi nó ăn uống đó rồi nó phá cái người chủ gia đó, đau. Nó phải đi là tới ông thầy đó, thì ông thầy đó ông coi ông biết Malai của ổng, thì ổng trục về, chịu tiền ổng nhiêu vậy đó ha, rồi ổng trục về, rồi thuốc men ông đưa chút ít uống hết, nó làm tiền mức đó đó. Thành ra ở vùng ngoài người ta biết, người ta cái chỗ nào mà cái chỗ người ta đi tiêu tiểu đồ ha, lấy cái dây chì gai gấp chỗ đó. Nó không dám lại Nó không dám lại, bị gì nó đi là không có mình, chỉ có bộ đồ lòng nó đi không à. Rồi nó đi lại đó, nó ăn uống, nó ăn đồ dơ không à, ăn đồ dơ dữ lắm, cứt đái đồ ăn đó, rồi lại đó ăn cho đã rồi đi ra đấy không, mà bị dây chì gai đó thì nó quấn là cái ruột đi không được, mắc kẹt đó, đi không được, bởi nó sợ hãy có gì có chà gai đó là nó sợ, nó không dám vô. Nó dùng ngoài nó vậy đó, còn mình đây là kêu Thiên Linh đó. Nó mấy ông thầy chơi độc vậy đó. Hồi mấy ông già xưa thường nói nhất thế y tam thế si, là một đời làm thầy si ba đời, đời con đời cháu đời chích, si ba đời bị làm ác quá. Hồi xưa làm thầy làm ác lắm. Đó, người ta không bệnh làm cho có bệnh, ăn ta lợi người ta rước mình lợi chữa trị hết rồi mình ăn tiền. Đó, bởi vậy ông già xưa nói nhất thế y tam thế si,
còn gã cưới rồi nói cái gánh này, cái dòng này bây giờ nó giàu quá như vậy, nhưng mà có làm thầy người kỹ người ta không gả con. Dạ. Rồi người kỹ người ta không cưới vợ của cái con của gia đình đó. Dạ. Sau này nó có cái nôi, tổ pháp này ngặt lắm, nó di truyền hoài tới hai ba đời. Dạ. Mà nếu như hai ba đời sau mà chán bỏ rồi, mấy ông tổ thần bùa theo phá, mần ăn không được, bệnh hoạn ốm đau trong nhà hoài. Dạ. Mỗi năm đều phải mần heo khâu binh. Ừ. Hễ tới Tết rồi mùng 3, mùng 5 cái thì phải mần con heo. Yeah. Mần heo cúng khâu binh là cúng tổ pháp đồ binh tướng đó. Yeah. Còn năm nào không cúng thì phá trong nhà tàn gia chu lục. Ừ. Bị không chịu làm thầy đó thì phải vậy, người ta sợ lắm, người ta không dám cưới gả. Bởi vậy hồi xưa con một cũng không chịu gả. Nếu dụ như tôi có đứa con một, tôi đi cưới vợ con tôi thì ta lại hỏi vậy chứ anh Út anh được mấy người con, tôi nói có đứa một. Yeah. Thằng trai ta không gả. Yeah. Hỏi lý do, tại lý do gì không gả, là người ta nói như thế này: bây giờ kiếm cái chỗ nghe là con hai con ba bốn năm đứa người ta cũng chịu. Mình sống đâu có lột vỏ, mình sống già phải chết, cha mẹ chết hết rồi, khi mà nó ương yếu nó nhờ ai? Nó có anh em đông có mày, tây có tao. Ừ. Thì nó mới sống được. Còn mình ơn nó không ai lo hết trơn. Yeah. Mình ơn nó cha mẹ chết cái nữa là mình ơn nó, dòng họ thì ở xa, nó biết giả chăng thằng này, thằng con này mà nó ở láng giềng thương nó không? Thương nó đau láng giềng tới. Yeah. Còn không thương nó đau á, bà con xa không bằng láng giềng gần. Nhưng mà láng giềng gần mà người ta không ưa mình rồi, mình đau mình chết, bà con tới hay được chạy lợi thì mình đã chết rồi. Yeah. Đâu phải như giờ có điện alo cái lợi liền đâu. Hồi đó đi cho dòng họ bà con đi phải ngày hai ngày dòng họ bà con mới nghe, thì bệnh đau nằm đây lo đi cho bà con hay, mà bà con lợi tới thì chết rồi. Bởi có cái câu ca dao là bà con xa không bằng láng giềng gần. Yeah. Ở gần mình đau người ta thương mình chạy lợi, ta chở mình đi hay là thuốc men gì người ta kiếm mình uống. Yeah. Con một không chịu gả hồi xưa. Okay. Có năm anh.